Chào mừng các bạn đến với chuyên mục dự đoán cùng thể thao văn hóa. Sau đây chúng ta cùng đến với trận đấu giữa Atletico Bilbao và Real Madrid trong khuôn khổ vòng 37 La Liga. Trong khi Barca đã bị Atletico Madrid tái lập khoảng cách 4 điểm trong cuộc đua tám mã tới trước vô địch La Liga thì Real vẫn còn cơ hội cao hơn nếu giành chọn 3 điểm ở chuyến làm khách này. Ở trận đấu gần nhất, đoàn quân của huấn luyện viên Zidane đã có chiến thắng thuyết phục 4-1 trên sân Granada. Như vậy khoảng cách giữa họ với đối thủ cùng thành phố là Atletico đang là 2 điểm và La Liga vẫn còn 2 vòng đấu nữa. Phía bên kia sân, thất bại khó tin trước Huesca ở vòng đấu trước đã khiến Athletic Bilbao không còn cơ hội cạnh tranh xuất dự đấu trường châu Âu mùa sau. Một trong những niềm tin dành cho đội chủ sân San Mamés lúc này chính là họ được chơi trên sân nhà, nhưng nơi họ đã đánh bại cả Atletico Madrid hồi tháng trước. Nhưng trong hoàn cảnh đang gặp thiếu hụt lớn về nhân sự, có thể Bilbao khó đứng vững trước đội khách đang khát khao bảo vệ ngôi vương và trả món nợ ở bán kết siêu cúp Tây Ban Nha. Bilbao vắng tới 7 cái tên trong đội hình vì những chấn thương khác nhau. Điều này cũng khiến họ lao đao ở vài vòng đấu đã qua trong khi đó, bộ đôi trên hàng công của họ là Ramirez và Vicente đang mất dần sự hiệu quả ở những vòng đấu gần đây. Real Madrid cũng không có được sự phục vụ của 4 trên 5 cầu thủ thường đá chính của hàng phòng ngự như Ramos, Varane, Mendy, Cavahan. Có lẽ họ sẽ lấy công bù thủ khi Benzema và các vệ tinh xung quanh đang có phong độ khá ổn định. Real Madrid đang cho thấy sự áp đảo hoàn toàn về đối đầu trước Bilbao với 3 chiến thắng và một trận hòa trong 5 lần chạm trán gần nhất, nhưng mới đây họ đã bị chính đối thủ này loại ở siêu cúp Tây Ban Nha. Về phong độ, hai đội cũng mới thất bại ở 1 trên 5 trận đã đấu. Thưa quý vị, tỷ lệ kèo 90 phút của trận đấu này, Real Madrid sẽ chấp bin bao một trái. Có lẽ việc không còn động lực thi đấu sẽ giúp bin bao chơi thoải mái hơn, trong khi đó Real Madrid rõ ràng gặp áp lực không nhỏ ở hai trận đấu còn lại của mùa giải, khi đội bóng hoàng gia buộc phải thắng mới hy vọng đua tranh trước vô địch. Tuy nhiên với đẳng cấp của một đội bóng lớn, nhà đương kim vô địch Real Madrid chắc chắn sẽ biết phải làm gì để giành được 3 điểm. Thưa quý vị, tỷ lệ tài xỉu của trận đấu này là 2 3 /4. Cả hai đội đều có thiếu hụt về nhân sự, đặc biệt Real Madrid đang mất đi nguyên một hàng thủ thường xuyên đá chính. Điều này khiến đội bóng của huấn luyện viên Zidane đã thủng lưới ở 4 trên 5 trận gần đây. Có lẽ đây là một trận đấu có nhiều bàn thắng được ghi. Dự đoán của thể thao văn hóa, Real Madrid sẽ giành chiến thắng với tỷ số 2-1. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.